Thưa thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về cường giáp và cơn bão giáp. Nội dung thì có bốn nội dung. Nội dung thứ nhất là định nghĩa của phình giáp, cường giáp, cơn bão giáp. Nội dung thứ hai là học cái cường giáp theo phương pháp 1, 2, 3. Có nghĩa là một là ABC, Etiology, Pathogenesis và Pathophysiology. Thứ hai là triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể. Thứ ba là chẩn đoán điều trị. Về nội dung thứ ba là cơn bão giáp, chẩn đoán điều trị. Nội dung thứ tư, suy nghĩ về mô hình điều trị của cái bệnh cường giáp ở Việt Nam. Phần đầu tiên là phần định nghĩa. Goiter tức là phình giáp. Mình không nên hiểu nó là một cái u hay bú, vì bản chất của nó là sự phì đại, hypertrophy, chứ không phải là sự tăng sinh, hyperplasia của các cái nang chứa dịch nhầy ở trong tuyến giáp. Mình chỉ sử dụng từ u bú trong trường hợp ung thư tuyến giáp. Còn đối với cái phình giáp thì đây là một cái bệnh nội tiết, điều trị của nó chỉ cần cung cấp đủ iốt và levosiroxin tức là T4. Thuật ngữ thứ hai là hyperthyroidism, tức là cường giáp là có quá nhiều hormone tuyến giáp do chính tuyến giáp tiết ra bởi cái tự miễn. Thuật ngữ thứ ba là thyrotoxicosis, tức là nhiễm độc giáp. Tự định nghĩa là có quá nhiều hormone tuyến giáp do bất kỳ nguyên nhân nào, có thể là do tuyến giáp hoặc không phải do tuyến giáp, do bên ngoài tuyến giáp. Thuật ngữ thứ tư là thyroid storm, là cơn bão giáp. Đây là một được định nghĩa là một cái tình trạng tăng tiết quá mức đột ngột của các hormone tuyến giáp vào trong hệ tuần hoàn, đặc trưng bởi các triệu chứng là nhịp tim nhanh, tăng thân nhiệt, nôn, tiêu chảy và kích động tinh thần. Đây là một cái cấp cứu y tế và tỷ lệ tử vong là 20 tới 50% mặc dù là có điều trị. Nội dung thứ hai là học về cường giáp theo phương pháp 1, 2, 3. Đây là phần thứ nhất, ABC, Etiology, Pathogenesis và Pathophysiology. Về etiology của cái cường giáp thì ta có ba cái etiology. Cái thứ nhất là Graves' disease, mà tiếng Pháp gọi là basodo đó. Nguyên nhân của nó là tự miễn, bản chất của nó là tự miễn. Cái etiology thứ hai là toxic multinodular goiter, bản chất của nó là cái sự đột biến của cái receptor TSH chiếm khoảng 60%. Cái etiology thứ ba là viêm giáp, bản chất của nó là quá nhiều cái hormone tuyến giáp nó tuồn ra khỏi tuyến giáp đi vào trong cái hệ tuần hoàn. Pathogenesis thì từng cái etiology nó sẽ có cái pathogenesis khác nhau. Đối với Graves' cái bản chất của nó là các cái thyroid stimulating immunoglobulin, nó làm kích thích các cái receptor TSH ở tuyến giáp làm cho nó tăng tiết tế bào T4. Còn đối với toxic nodular goiter là do các cái tế bào nang giáp nó hoạt động quá mức mà nó không phụ thuộc vào sự điều khiển của con TSH. 60% của nó là do đột biến cái receptor của TSH. Cái còn đối với cái viêm giáp, bản chất của nó là do tự miễn hoặc là do một cái nguyên nhân gì đó mình không biết, gặp sau khi thường gặp sau khi mang thai ở phụ nữ mang thai. Cái quá trình viêm này làm cho các cái hormone tuyến giáp nó tuồn ra khỏi cái tuyến giáp đi vào trong cái hệ tuần hoàn quá nhiều, làm tăng tế bào T4 ở trong hệ tuần hoàn. Sinh lý bệnh của nó thì có bốn cái thứ nhất là cường giáp, cái thứ hai là mắc lòi, cái thứ ba là tai gung và cái thứ tư là nhiễm nhanh. Đối với mắc lòi thì giải thích cái cơ chế của triệu chứng này là do nó làm hoạt quá các cái tế bào lympho T, làm lắng động các cái tế bào lympho ở cái khoang sau hốc mắt. Từ đó nó làm tăng cái áp suất thẩm thấu, làm cho các cái cơ nó bị phồng lên, bị phù lên, viêm ở các cái cơ và lắng động của các cái tế bào mỡ làm cho mắc lòi. Nhiễm nhanh là do các cái hormone T3 T4 làm tăng chuyển hóa cơ bản rất mạnh, cho nên nó đòi hỏi một cái nhu cầu oxy cao. Để đảm bảo cho cái hoạt động chuyển hóa mạnh như vậy thì nhịp tim nó phải tăng nhanh để bơm oxy
tới các cái mô. Đối với vung tay, bản chất cái cơ chế của nó là do cường giao cảm. Vậy triệu chứng cường giáp thì bốn cái triệu chứng quan trọng đó là bú giáp, mắt lồi, tay run và nhịp nhanh. Ngoài ra bệnh nhân có thể than phiền là bệnh nhân bị tiểu kinh hoặc vô kinh, nhức đầu, sụt cân, bệnh nhân cảm thấy căng thẳng và kích động tinh thần. Chẩn đoán của cường giáp thì khi mình nghi ngờ một bệnh nhân có các cái triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể của cường giáp thì mình cho định lượng FT4 và TSH. Có hai hướng, cái hướng thứ nhất là FT4 cao và TSH thấp, cái hướng thứ hai là FT4 bình thường và TSH thấp. Đối với cái hướng thứ nhất là FT4 cao và TSH thấp thì nó có thể là một trong ba nguyên nhân, là cường giáp hoặc là cái pha đầu tiên của cái viêm giáp hoặc là nhiễm độc giáp. Đối với viêm giáp thì nó có ba pha, pha thứ nhất là cường giáp, pha thứ hai là nhiệt giáp và pha thứ ba là bình giáp. Đối với cái bình giáp thì nó có thể nằm giữa cường giáp hoặc là nhiệt giáp, nằm giữa cường giáp và nhiệt giáp. Nếu một bệnh nhân mà có thằng FT4 cao, TSH thấp, có cái triệu chứng ở tuyến giáp, tức là có cái bú giáp và có triệu chứng ở mắt hoặc là có triệu chứng ở mắt, thì mình chẩn đoán luôn là bệnh nhân bị cường giáp. Còn nếu như một bệnh nhân có FT4 cao và TSH thấp mà không có triệu chứng ở tuyến giáp, không triệu chứng ở mắt, thì mình cho sử dụng iốt phóng xạ 123. Đối với trường hợp viêm giáp và nhiễm độc giáp thì cái tuyến giáp giảm cái chuyện sử dụng iốt phóng xạ 123. Còn đối với cường giáp thì nó tăng cái chuyện sử dụng đối với iốt phóng xạ 123 ở tuyến giáp. Cái hướng thứ hai là FT4 bình thường và TSH thấp. Lúc này mình phải kiểm tra T3 RIA, có nghĩa là T3 miễn dịch phóng xạ. Nếu như cái T3 RIA cao thì là bệnh nhân bị nhiễm độc giáp tăng T3. Đối với cái trường hợp T3 RIA bình thường thì bệnh nhân bị cường giáp nhưng mà không biểu hiện lâm sàng. Tức là gặp ở những bệnh nhân trẻ không có triệu chứng cơ năng và cũng không triệu chứng thực thể ở tuyến giáp luôn. Đối với điều trị của cường giáp thì mình có ba phương pháp điều trị. Cái thứ nhất thì sử dụng thuốc kháng giáp, cái thứ hai là sử dụng iốt phóng xạ và cái thứ ba là cắt tuyến giáp. Đối với thuốc kháng giáp thì có hai cái loại thuốc chủ yếu, đó là Probin Ceroxin là B2 và thuốc thứ hai là Methimazole. Cơ chế tác dụng của hai thuốc này là nó ngăn không cho cái thằng oxy hóa, cái ion iốt thành thằng Y2, và nó cũng ngăn không cho cái chuyện thằng Y2 trở thành MIT, DIT, tức là lần lượt là mono iodotyrosine MIT và diiodotyrosine DIT. Nó cũng không cho các cái thằng MIT và DIT tạo thành T3, T4. Ngoài ra thằng BTU và các cái steroid cũng ngăn không cho cái thằng T4 chuyển hóa thành T3 ở ngoài biên. Cái phương pháp thứ hai là sử dụng iốt phóng xạ. Thì các cái iốt phóng xạ này sẽ được bắt lấy bởi các cái tế bào nang giáp hoạt động quá mức. Nó bắt lấy, nó sử dụng và cái iốt phóng xạ này phá hủy luôn các cái tế bào nang giáp đó. Phương pháp thứ ba là cắt tuyến giáp. Chỉ được chỉ định trong trường hợp là thẩm mỹ hoặc là chèn ép khí quản. Để lựa chọn các cái option thì ta có thể dựa vào trong cái tài liệu này. Những bệnh nhân nào được chỉ định sử dụng thuốc kháng giáp, những bệnh nhân nào được chỉ định sử dụng cái iốt phóng xạ, những bệnh nhân nào được chỉ định cắt tuyến giáp. Ở đây nói thêm cái thuốc là Proanolon là một cái beta blocker để là điều trị các cái triệu chứng nhịp nhanh, vung tay và căng thẳng. Cơn bão giáp, định nghĩa cơn bão giáp đó là một cái biến chứng ít gặp nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng của cường giáp, được đặc trưng là bởi sự tăng đột ngột quá mức của các hormone tuyến giáp ở trong hệ tuần hoàn. Các cái yếu tố thúc đẩy của nó là stress,
có thể là do phẫu thuật, do chấn thương, do nhiễm trùng, hoặc là sử dụng iốt, ví dụ như chụp CT scan có viên thuốc cảm quang, hoặc là những bệnh nhân bị cường giáp nhưng mà không có điều trị hoặc là điều trị ngắt quãng. Các cái triệu chứng của nó được đặc trưng là tăng nhịp tim và nhịp nhanh, loạn nhịp tim. Đây là nguyên nhân dẫn đến cái bệnh nhân tử vong. Sốt, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, kích động tinh thần. Điều trị của nó để cho dễ học thì mình học 4 cái P thôi. Cái P đầu tiên là pranolone và beta blocker. Cái P thứ hai là provisorazine là thuốc kháng giáp. Cái P thứ ba là prednisolone là corticosteroid. Cái P thứ tư là potassium iodide, là lugol iodide. Thì khi tăng cái iod, mình cung cấp iod vào trong cái hệ tuần hoàn thì làm giảm cái tổng hợp T4, nó gọi là Wolff Chaikov effect. Cái nội dung cuối cùng là suy nghĩ về cái mô hình điều trị của cái bú giáp ở Việt Nam. Thì một bệnh nhân bị bú giáp được điều trị ở cái khoa nội tiết bởi bác sĩ nội tiết. Còn đối với cái chuyện phẫu thuật cắt tuyến giáp cũng phải được thực hiện bởi bác sĩ nội tiết đã học về thủ thuật phẫu thuật sau đại học. Em xin hết.